Sốt xuất huyết vẫn đang trong những ngày căng thẳng ở tại các tỉnh thành phía Nam. Khoảng 15 trường hợp tử vong được ghi nhận trên cả nước. Các bệnh viện tuyến đầu vẫn áp lực với các ca bệnh nặng đổ về mỗi ngày. Thế nhưng một loại dịch truyền không thể thiếu trong cấp cứu sốc sốt xuất huyết lại khiến cho các bệnh viện phải đau đầu loay hoay nhiều ngày qua vì nguy cơ thiếu thuốc đã xuất hiện dù bệnh nhân vẫn đang cao. Thực hư câu chuyện này ra sao? Ghi nhận của VTC. Dung dịch cao phân tử có thành phần hydroxyethylene tắc 6% được quy định trong phác đồ điều trị của Bộ Y tế với trường hợp sốc xuất huyết nặng áp dụng toàn quốc. Tại nhiều bệnh viện, loại trúng thầu phổ biến đang sử dụng có tên thương mại là Refotan do công ty dược phẩm Việt Hà nhập khẩu và cung ứng. Thế nhưng khoảng đầu tháng 9 năm 2019, thông tin loại thuốc truyền trên không còn được cung ứng, đẩy hàng loạt bệnh viện vào nguy cơ thiếu thuốc. Tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre, số thuốc này chỉ còn khoảng 20 chai. Sau khi liên hệ vay và mượn thuốc, hiện có 65 chai. Trong khi đó, tại bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai, may mắn hơn, kho thuốc còn đến 200 chai, nhưng chỉ đáp ứng được trong khoảng 1 tháng. Cái việc mà ngưng bên nhà sản xuất, người ta ngưng sản xuất và không có cung ứng được, thì có lẽ là không chỉ riêng bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, mà tất cả các bệnh viện khác cũng lâm vào cái tình thế như thế. Tôi nghĩ như vậy. Trước kia tôi chỉ dùng trung bình khoảng 1 tháng khoảng 120 đến 130, có khi tráng 150 chai thôi, nhưng vừa rồi mùa dịch rồi, tháng vừa rồi tôi dùng trên 300 chai. Thế thì bản thân bọn tôi không thể cân nhắc được dịch và không dịch. Khi có dịch rồi là chúng ta phải làm theo dịch. Theo văn bản của các bệnh viện nhận được, phía nhà cung ứng cho biết, sản phẩm dịch cao phân tử Refotan gặp cản trở do visa cấp mới sản phẩm trên chưa được Cục Quản lý Dược thông qua. Do đó, ngay từ tháng 8 năm 2019, khi Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai yêu cầu cung ứng theo kết quả trúng thầu, công ty đã không thể đáp ứng. Đến tháng 9 năm 2019, nguồn thuốc trên cạn kiệt. Nói một cách khác, việc khan hiếm thuốc đã được báo trước. Đến nếu mà tôi hết, là tôi cũng giống như các bệnh viện khác, bó tay. Tại vì nếu mà có công ty thứ hai, thứ ba, người ta phân phối, thì tôi còn tìm cách rồi vận dụng mọi quan hệ rồi pháp lý để mà mua cái đó sử dụng, nhưng bây giờ có một công ty phân phối mà không có hàng thì là tôi không biết xử lý sao. Liên hệ với một số các cái kho thuốc ở các cái bệnh viện, các tỉnh bạn ở những nơi mà cái xài cái số lượng đó nó không có lớn và cái số lượng hàng tồn kho nhiều để mình huy động. Không chỉ Bến Tre mà nhiều bệnh viện khác cũng đang tích cực làm văn bản mượn hoặc mua lại thuốc của Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tức thời. Ngoài ra, các văn bản liên tục được các bệnh viện kính chuyển lên cơ quan cấp trên, chờ đợi một biện pháp khẩn cấp. Ngày 9 tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có buổi giám sát dịch sốt xuất huyết tại Đồng Nai, nhưng rất tiếc lại không ghé qua Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai. Nhiều bác sĩ cho rằng nếu có, họ sẽ chỉ phát biểu một câu về tình trạng thiếu thuốc nghiêm trọng trên không được giải quyết. Thế nhưng đến giờ, vẫn chưa có một văn bản chỉ đạo hướng dẫn nào từ ngành y tế. Còn các bệnh viện vẫn đang nước sôi lửa bỏng.